10 tên cướp biển mạnh nhất thế giới. Người đứng đầu sở hữu 1.200 tàu chiến và 70.000 thủy thủ. Năm 1942, nhà hàng hải nổi tiếng Columbus đã phát hiện ra tân thế giới. Thời đại hàng hải lớn chính thức bắt đầu từ đây. Trong hơn 200 năm sau đó, các quốc gia châu Âu điên cuồng mở rộng trên khắp thế giới. Kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật đều không ngừng tiến bộ. Trong thời kỳ này, Cướp biển cũng hoạt động mạnh mẽ nhất. Thậm chí, ngay cả một đế chế hùng mạnh như La Mã cũng từng đau đầu vì những tên cướp biển hoành hành khắp nơi. Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá 10 tên cướp biển mạnh nhất thế giới. vị trí thứ 10, Black Bart. Black Bart có tên thật là Bartholomew Roberts. Ông là một trong những tên cướp biển khét tiếng nhất thế kỷ 18. Không giống như hình ảnh thô lỗ thường thấy của những tên cướp biển, Roberts cao lớn, điển trai và ăn mặc rất sang trọng. Ông thích trang phục màu đỏ và thường đội mũ có gắn một chiếc lông vũ đỏ mềm mại. Ngay từ nhỏ, Roberts đã khao khát được ra khơi. Khi trưởng thành, ông gia nhập một tàu buôn và trở thành thủy thủ. Tuy nhiên, điều này không làm ông thỏa mãn, bởi ông mong muốn một cuộc sống kích thích hơn. Không lâu sau đó, Roberts trở thành cướp biển. Nhờ kiến thức và kinh nghiệm hàng hải phong phú, ông nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của bọn cướp biển và được gọi là Black Bart. Từ năm 1719 đến 1721, Black Bart đã cướp bóc hơn 400 tàu buôn, khiến các quốc gia vô cùng đau đầu. Đến năm 1722, trong một trận chiến khốc liệt với hải quân Anh, ông bị trọng thương và qua đời. Tuy nhiên, huyền thoại về ông vẫn được lưu truyền đến ngày nay, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Vị trí thứ 9, Hoàng tử cướp biển Sam Bellamy Sam Bellamy là một tên cướp biển nổi tiếng vào thế kỷ 18. Mặc dù chỉ sống đến năm 28 tuổi, nhưng ông đã giành được danh hiệu Hoàng tử cướp biển. Người ta cũng gọi ông là Black Sam Việc được gọi là hoàng tử không chỉ vì ông ông đối xử tối tù nhân, hào phóng và nhân từ với đồng đội, mà còn bởi vì ông thực sự giàu có như một hoàng tử. Trong sự nghiệp cướp biển của mình, Bellamy đã cướp được 53 tàu buôn, trong đó nổi tiếng nhất là con tàu Wider Galley của anh. Khi Wider Galley bị cướp trên tàu chất đầy vàng bạc, mang lại cho Bellamy một gia tài khổng lồ, khiến ông nổi danh chỉ sau một đêm. Thậm chí, ông còn biến Wider Galley thành xoái hạm của mình. Nhưng không lâu sau đó, Bellamy và Waida Gali gặp phải một cơn bão lớn trên biển. Cuối cùng, cả người và tàu đều chìm xuống đáy đại dương. Người ta nói rằng tài sản của hoàng tử cướp biển này lên tới 120 triệu UAD, một con số đủ để sánh ngang với các quốc gia thời bấy giờ. Vị trí thứ 8, anh em nhà Barbarossa. Anh em nhà Barbarossa là hai anh em Hồi giáo nổi tiếng ở khu vực địa Trung Hải vào thế kỷ 16. Người anh cả, Oruch, tình cờ trở thành một thủ lĩnh cướp biển đáng sợ. Anh em nhà Barbarossa là hai anh em Hồi giáo nổi tiếng ở khu vực địa Trung Hải vào thế kỷ 16. Năm 1505, hạm đội Liên minh Tây Âu cố gắng tấn công các thành phố ven biển Bắc Phi để mở rộng lãnh thổ. Oruç đã đứng lên chống lại những kẻ xâm lược. Sự dũng cảm của ông được thế giới Hồi giáo công nhận. Vì bộ dâu đỏ rực của mình, ông được kẻ thù gọi là Barbarossa, nghĩa là dâu đỏ. Khi thế lực của Orus đạt đến đỉnh cao, ông đã tử trận trong một cuộc chiến chống lại Tây Ban Nha. Sau đó, người em trai của ông, Khair al-Din, đã nhuộm đỏ bộ râu của mình để kế tục sự nghiệp của anh trai. Trong trận chiến tại Hy Lạp năm 1538, Khair al-Din chỉ dùng 122 tàu chiến, nhưng đã đánh bại hạm đội liên minh gồm 300 tàu. Chiến thắng này khiến ông trở thành huyền thoại và danh tiếng vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Vị trí thứ bảy, Cotton Jack. Cotton Jack có tên thật là John Jack Rackham. Biệt danh này xuất phát từ việc ông thường mặc quần dài và áo khoác kẻ sọc. Là người khởi xướng việc sử dụng cờ hài tặc, Cotton Jack không có nhiều chiến tích anh hùng. Ông nổi tiếng vì có hai đồng đội là nữ cướp biển, Anne Bonny và Mary Reed. Trong thế giới cướp biển, phụ nữ thường bị coi là chiến lợi phẩm hoặc đối tượng bị ngược đãi, chứ không phải là đồng đội chiến đấu. Thế nhưng Cotton Jack lại có hai nữ cướp biển sát cánh, khiến sự nghiệp cướp biển của ông trở nên độc đáo. Chúng ta đều biết lá cờ cướp biển có hình đầu lâu và hai thanh kiếm chéo nhau. Hai thanh kiếm này tượng trưng cho hai nữ cướp biển nổi tiếng ấy. Tuy nhiên, cuối cùng vào năm 1720, Cotton Jack bị thợ săn cướp biển bắt giữ và xử tử tại cảng Royal. Địa điểm này sau đó được đặt tên là đảo Rackham để tưởng nhớ ông vị trí thứ sáu, Anne Bonny. Anne Bonny sinh năm 1698 tại Ireland, lớn lên trong một đồn điền giàu có, cuộc sống của cô đầy đủ, nhưng tính cách lại mạnh mẽ như con trai. Năm 16 tuổi, Anne kết hôn với thủy thủ James Bonny, từ đó gặp gỡ Cotton Jack. bị thu hút bởi sức hút của Jack và khát vọng tự do, Anne quyết định cùng ông bỏ trốn, bắt đầu sự nghiệp cướp biển. Anne Bonny với mái tóc đỏ rực, nổi tiếng nhờ lòng dũng cảm và đã tự tạo nên danh tiếng trong thế giới cướp biển. Khi Cotton Jack bị bắt, Anne tuyên bố mình đang mang thai nên được hoãn án tử hình. Có người nói cha cô đã chuộc cô về, cũng có người nói cô lại trở về biển khơi. Dù thế nào, Anne Bonny đã để lại dấu ấn huyền thoại trong lịch sử cướp biển. Thứ năm, Mary Read cũng giống như Anne Bonny, Mary Read là một nữ hải tặc đáng kinh ngạc. Từ nhỏ, Mary Red đã thích giả nam khi lớn lên bà gia nhập quân đội anh và thể hiện năng lực xuất sắc trong chiến đấu sau khi chiến tranh kết thúc mary red kết hôn với một người lính nhưng đáng tiếc chồng bà qua đời sớm mary red lại mặc đồ nam lên tàu tìm kiếm một cuộc sống mới chớ trêu thay con tàu bà lên đã bị cotton jack cướp bóc và chính tại đây bà gặp gỡ jack từ đó mary red bắt đầu cuộc đời hải tặc người ta kể rằng trong trận chiến cuối cùng khi cotton jack bị bắt Mary Read còn chiến đấu dũng cảm hơn cả các thuyền viên nam. Tuy nhiên, khi Cotton Jack bị bắt và xử tử, cuộc đời hải tặc của Mary Red cũng đến hồi kết. Mặc dù bà tuyên bố mình đang mang thai để tranh án tử, nhưng chẳng bao lâu sau, Mary Red qua đời trong tù vì sốt cao. Thứ tư, Grace O'Malley, Mary Read và Anne Bonny đã là những nữ hải tặc đủ huyền thoại, bởi trong thời đại đó, việc cho phụ nữ lên tàu thường bị coi là điểm xui. Nhưng Grace O'Malley còn vượt xa họ. Bà đã đưa sự nghiệp hải tặc lên đến đỉnh cao và được mệnh danh là Nữ Hoàng Hải Tặc. Gia tộc của Grace O'Malley kiểm soát vùng ven biển phía Tây Ireland. Vào những năm 1560, bà bắt đầu nắm quyền và kế thừa truyền thống hải tặc của gia tộc. Nữ hải tặc này không chỉ làm gia tộc thêm giàu có mà còn xây dựng một hạm đội hùng mạnh. Thậm chí, khi người thân trong gia tộc bị Anh bắt giữ, Grace O'Malley đích thân dẫn đoàn tới Anh, đối mặt trực tiếp với nữ hoàng Elizabeth I để đòi thả người và thành công. Đến nay, Grace O'Malley vẫn được coi là biểu tượng của Ireland, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật. Thứ ba, Francis Drake. Ở Anh, Francis Drake được coi như một anh hùng dân tộc vĩ đại, nhưng ở Tây Ban Nha, ông lại là một hài tặc khét tiếng. Dân tộc vĩ đại, nhưng ở Tây Ban Nha, ông lại là một hài tặc khét Drake sinh ra ở hạt Devon, Anh. Khi trưởng thành, ông gia nhập đội thương thuyền và bắt đầu cuộc sống trên biển. Lúc bấy giờ, Anh và Tây Ban Nha đang tranh giành quyền thống trị trên biển và Drake xuất hiện đúng thời điểm. Ông trở thành thuyền trưởng của một tàu tấn công cướp bóc được Hoàng gia Anh cấp phép, tức là một dạng hài tặc hợp pháp. Drake đã gây ra nhiều chiến công như việc cướp được số hàng hóa trị giá 20.000 bảng Anh từ thương thuyền Tây Ban Nha qua đó trở thành anh hùng của nước Anh và được nữ hoàng ưu ái. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Drake cũng tham gia vào buôn bán nô lệ thời kỳ đầu, khiến ông mang trên mình một vết nhơ không thể xóa bỏ. Say small anh của Ewell ông lên đầu. Thứ hai, trịnh nhất tẩu phương Tây có nữ hoàng hải tặc. Trung Quốc cũng có nữ hoàng hải tặc của riêng mình. Đó chính là trịnh nhất tẩu, sinh ra vào cuối thế kỷ 18. Ngay từ nhỏ, bà đã sống cuộc đời phiêu bạt trên biển. Sau này, bà được hải tặc Trịnh Nhất để ý và trở thành vợ của ông, từ đó được gọi là Trịnh Nhất Tẩu. Dưới sự giúp đỡ của bà, nhóm hải tặc chỉ mất 2 năm rưỡi để sở hữu hơn 600 tàu hải tặc. Tuy nhiên, Trịnh Nhất không may qua đời trong một cơn bão khiến Trịnh Nhất Tẩu phải tiếp nhận cờ hiệu hải tặc và tiếp tục mở rộng thế lực. Dưới sự lãnh đạo của bà, đội hải tặc phát triển lên hơn 70.000 người với hơn 1.200 tàu thậm chí còn có cả xưởng đóng tàu riêng. Khi các hạm đội Anh và Bồ Đào Nha thống trị biển cả, đội hải tặc của Trịnh Nhất Tẩu nhiều lần khiến họ thất bại thảm hại. Năm 1804, Trịnh Nhất Tẩu đồng ý với lệnh chiêu an của triều đình nhà Thanh và chấp nhận giải thể nhóm hải tặc, chuyển thành nghĩa quân. 30 năm sau, khi chiến tranh Nha Phiến nổ ra, Trịnh Nhất Tẩu vẫn tích cực chống lại quân Anh, hiến kế cho Lâm Tắc Tử để kháng chiến. Thứ nhất, dầu đen. đen có lẽ là hải tặc khét tiếng nhất trong lịch sử. Tên thật của ông là Edward Teach. Ban đầu, ông chỉ là một người bình thường sống tại một thành phố cảng của Anh. Nhưng ở tuổi 36, ông gia nhập nhóm hải tặc và nhanh chóng cùng họ cướp bóc được một con thuyền buôn. Vui mừng, thủ lĩnh nhóm hải tặc đã tặng con tàu đó cho Teach. Ông đổi tên tàu thành Nữ Hoàng Báo Thủ và bắt đầu cuộc đời hải tặc huyền thoại của mình. Ở đỉnh cao, Dâu đen sở hữu 40 khẩu pháo và 300 thuyền viên, sức mạnh hải chiến có thể sánh ngang với các quốc gia như Anh hay Pháp. Tuy nhiên, dâu đen nổi tiếng tàn nhẫn, độc ác không chỉ với kẻ thù mà còn với cả người của mình. Điều này khiến ông trở thành mục tiêu truy lùng của các chính phủ. Cuối cùng, trong một trận chiến với Hải quân Hoàng gia Anh, dâu đen bại trận và thiệt mạng, kết thúc một cuộc đời huyền thoại. Vậy là trên đây là 10 hải tặc nổi tiếng nhất ai để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé nếu bạn thích video của tôi đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh cảm ơn đã theo dõi hẹn gặp lại ở tập tiếp theo